Xin kính chào quý vị khán giả và các đồng chí. Chào mừng quý vị khán giả và các đồng chí đã đến với chương trình Bảy Nốt Nhạc Xanh. Điểm nhấn đầu tiên của Bảy Nốt Nhạc Xanh đó là sự xuất hiện của các đội chơi là gia đình quân nhân với thành viên ở nhiều độ tuổi. Mỗi chương trình gồm 2 lượt chơi, mỗi lượt có 2 gia đình thi đấu bằng cách giành quyền trả lời 7 câu hỏi về các ca khúc cách mạng. Tạo ra một chương trình cho các gia đình quân nhân. Vì sao lại là dành cho gia đình quân nhân? Bởi vì như mọi người cũng biết, họ rất ít có thời gian để gắn kết với người thân, để chăm sóc gia đình. Chính vì thế cho nên là chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi mà chính là nơi có sự gắn kết của những thành viên trong gia đình với nhau và tạo ra những kỷ niệm cho họ trong cuộc đời. Và chúng tôi là ban sản xuất những chương trình giải trí, là chúng tôi cũng muốn tận dụng những cái thế mạnh của mình, đấy chính là làm game show và kết hợp với trò chơi vận động, kết hợp với kiến thức. Điều đó thì cũng không hề dễ dàng, bởi các đội chơi của chúng ta vừa phải giành quyền trả lời mà lại phải biết cả những ca khúc cách mạng rất là nổi tiếng nữa, thì đó cũng là những thách thức. Quách Mạnh Thi cảm thấy rất vui và có một chút tự hào, bởi vì là có một chương trình mà dành riêng cho những người mà quân nhân, chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là một cái chương trình mà Quách Mạnh Thi nghĩ rằng là hết sức là ý nghĩa, dành tặng cho riêng về lực lượng vũ trang. Và Quách Mạnh Thi cũng rất vui và tự hào khi ngày hôm nay được cùng với gia đình của mình tham gia những cái số đầu tiên. Nhạc truyền thống cách mạng ấy, thì theo mình hiểu thì là nó mang lại cho con người ta một sự giáo dục rất lớn và vô cùng ý nghĩa. Mà theo tôi nghĩ thì cũng không nhất thiết là phải hát hay. Đây là những cái bài học rất lớn về sự giáo dục cho các thế hệ trong gia đình. Cách mạng tháng 8, kháng chiến chống Pháp, Điện Biên Phủ, mở đường là chủ đề những số ghi hình đầu tiên của Bảy Nốt Nhạc Xanh. Cùng với đó là những ca khúc bất hủ gắn với chiều dài lịch sử 80 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thể hiện thông qua các câu hỏi âm nhạc thú vị. 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam trải qua rất là nhiều những cột mốc lịch sử đáng nhớ, và chúng tôi thấy đấy cũng là một trong những lợi thế để có thể gửi đến quý vị khán giả những đề tài hết sức là đa dạng cùng những ca khúc cách mạng rất là nổi tiếng. Rất bất ngờ, đã lâu lắm rồi tôi mới được tham dự một cái game show mà lý thú như thế này. Thông qua những cái chủ đề như vậy thì có lẽ là khán giả và ngay cả chính tôi nữa thì được nghe lại những bài hát, rồi thông qua những bài hát đó mình cũng biết thêm về lịch sử. Tôi nghĩ là đó một cách giáo dục lịch sử rất là hay. Giáo dục bằng âm nhạc nó cứ thẩm thấu vậy và mọi người tiếp cận nó rất dễ dàng. Tham gia chương trình là các giám khảo, khách mời có câu chuyện liên quan đến chủ đề và ca sĩ, người mang tới câu hỏi đặc biệt cho các đội chơi. Đăng Dương và các nghệ sĩ rất là vui khi được tham dự một cái chương trình rất là ý nghĩa khi chúng ta kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong chương trình này thì Đăng Dương cùng với nghệ sĩ Trọng Tấn và nghệ sĩ Việt Hoàn sẽ hát một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, Bước chân trên dải Trường Sơn. Đây là một những cái tác phẩm mà đã gắn liền với cuộc trường chinh của đất nước ta. Giám khảo trong chương trình thì đều là những nhạc sĩ quân đội rất là kinh nghiệm và nổi tiếng. Và hy vọng rằng đấy cũng là một cái nguồn hỗ trợ rất là lớn ở trong việc là các đáp án của chương trình đưa ra thì đều được một tổ cố vấn rất là nhiều kinh nghiệm bảo đảm. Bên cạnh những khoảnh khắc thi đấu thú vị, hấp dẫn, những phút giao lưu giữa hai đội chơi và thành viên tạo sự gắn kết các gia đình. Rừng cây xanh lá muôn đó hoa mai mừng đón xuân về, vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa. Với 12 số phát sóng, những trò chơi âm nhạc, câu chuyện giàu cảm xúc về hậu phương và đời sống người lính, Bảy Nốt Nhạc Xanh thể hiện sự gắn bó của lực lượng Quân đội Nhân dân cũng như bày tỏ tình cảm của nhân dân đối với bộ đội Cụ Hồ. Những cái chương trình như thế này thì sẽ giúp cho các gia đình trở nên vừa là cùng nhau tìm hiểu lịch sử, đồng thời cũng tạo một cái sự gắn kết với nhau giữa các thành viên trong gia đình và thậm chí là đồng nghiệp hoặc là những người bạn của mình. Thông qua cái việc tham dự trò chơi này, rõ ràng là mỗi gia đình quân nhân đều có cái sự kết nối, hiểu nhau hơn, rồi từ đó lan tỏa cái tinh thần đó đến với tất cả các gia đình quân nhân khác ở trong quân đội chúng tôi. Kể cả những gia đình không có điều kiện để tham gia, nhưng họ có thể theo dõi qua TV, qua truyền hình như này, họ cũng hiểu được cái tinh thần đó và thêm yêu, thêm hiểu nhau hơn.
Trong chuỗi chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày quốc phòng toàn dân thì Bảy nốt nhạc xanh là một chương trình mang tính giáo dục, giải trí, rất là hào hứng, phấn khích và đặc biệt có những cái câu chuyện về lịch sử, có những nhân chứng lịch sử tới với chương trình và chia sẻ những câu chuyện tôi nghĩ là vừa chân thực vừa vô cùng cảm động và sâu sắc về lịch sử của quân đội ta, lịch sử của dân tộc ta. Bảy nốt nhạc xanh phát sóng lúc 20 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem.